Rồi, tiếp theo, hơi thở thứ hai là thở bụng nhá. Bây giờ mình hít vào, thấy bụng nó phình ra nhẹ nhàng đấy nhá. Thở ra bụng nó hóp lại, hơi thở nó đi qua khỏi đầu mũi thì mình đếm số 1. Cứ hít vào thấy bụng phình ra, thở ra bụng hóp, hơi thở qua khỏi đầu mũi đếm số 2. Khi nào thấy hơi thở đi ra thì mới đếm số 2. Hít vào thấy bụng phình, thở hóp, hơi thở qua đầu mũi đếm số 3. Dùng cái đếm số là giúp mình cột tâm lại, định tâm lại, không bị nghĩ linh tinh nha. Hít vào bụng phình ra, thở hóp, hơi thở qua đầu mũi đếm 1. Hít phình, thở hóp, hơi thở qua khỏi đầu mũi đếm 2. Tuần tự cho đến 10. Rồi mở mắt ra nhá. Hai pháp đầu tiên là giúp mình định tâm rồi, gom tâm lại một chỗ. Cái thứ ba là giúp mình luyện những hơi thở chữa bệnh nhá. Cái này thì cần phải kết ấn hai bên này. Cái ấn thiền định này là giúp định tâm rất là tốt. Nhưng những cái mà liên quan luyện khí nhá thì thường người ta kết cái ấn này ấn vô ý. Vô là không, ý là sợ hãi, không sợ hãi. Và kết ấn này là giúp định khí trong người cao nhất. Mỗi tư thế kết ấn nó đều có những cái mục đích khác nhau ấy, tùy theo mục đích. Đấy, khi nào người ta muốn định tâm, người ta kết này, và người ta kết này. Đấy, bên nguyên thủy này hay kết này. Đấy, bên thiền viện thì bao giờ kết ấn này đúng không? Đấy. Còn có những lúc mà muốn luyện khí hay luyện những cái pháp đặc biệt về mật tông hay luân xa ấy, thì người ta kết cái ấn này. Đấy. Chúng ta xem cái là ma tên nặng thì kết cái ấn này rất là nhiều trong lúc mà ngồi thiền 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Ngồi thiền mà thoát khỏi xác ấy, là người ta kết cái ấn này, nhập định. Đấy. Sau này có những buổi sau có thời gian hơn hướng dẫn chúng ta những cái pháp thiền Tây Tạng nữa. Bây giờ nhá, đây là cái thiền chữa bệnh này. Nó dùng cái công thức là 737. Tức là những cái con số nó có những cái bí mật trong đấy. Khi mình kích hoạt được những con số đấy thì nó kích hoạt được cái dương khí trong người mình.
737 là sao? Hít vào mũi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình đếm thầm nhá. Xong bụng phình ra, nhíu hậu môn lại, miệng ngậm. Đếm tiếp 1, 2, 3. Nín thở 3 giây ấy. Sau đấy hóp bụng lại, thở ra miệng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hít vào mũi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phình bụng, nhíu hậu môn, nín thở 3 giây. 1, 2, 3. Hóp bụng lại, thở ra miệng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Những con số đấy là những cái pháp số nó kích hoạt năng lượng nha, chứ không phải đếm linh tinh đâu. 7, 3, 7, phải đếm đúng số nha, không được tự bịa ra số khác, đếm nó ra cái khác đấy nha. Hít vào, bắt đầu thực hành này, hít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bụng phình ra, nhíu hậu môn, đếm số. 1, 2, 3. Hóp bụng lại, thở miệng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phình bụng, nhíu hậu môn. 1, 2, 3. Hóp lại, thở miệng. 1 đến 7. Hít rất là nhẹ nhàng, rất là sâu lắng nha, tự nhiên. Thở ra rất là nhẹ, rất là đều, rất là sâu. Thiền quan trọng là nó phải nhẹ nhàng, sâu lắng nha. Đừng có nông, đừng có hít vào vội vàng. Thở ra vội vàng không tốt. Bắt đầu. Nhớ hít mũi, thở miệng. Thở nhẹ nhàng, mặt vẫn mỉm cười nhá. Mặt là cái tâm của mình ấy. Tâm mình như nào thì khuôn mặt vẫn biểu hiện như thế. Tâm hoan hỉ, mặt mỉm cười. Rồi, mình thở tự nhiên nhá. Thở tự nhiên và để tâm vào đan điền. Ngay dưới rốn của mình ấy là huyệt đan điền. Để tâm vào đấy, chuẩn bị mình xả thiền. Kết thúc buổi tập luyện. Để tâm vào đan điền. Mở mắt ra, xả hơi thở này. 3 lần, hít. Thở miệng. 2. 3. Rồi. Về nhà thực hành bài vừa rồi là 3 hơi thở. Đấy, có nhiều bài 5 hơi thở nữa. Nhưng mà thực hành bài 3 hơi thở này trước. Vừa giúp luyện tâm, vừa giúp luyện thân. Đấy, chưa xả thiền mà đã xả hết thở chân rồi. Cứ để đấy đã. Rồi xả. Đấy, xả mặt trước, xả sân chân sau. Đây, tiết ra còn chưa thấy mỏi, bán ra cũng thấy mỏi rồi. Áp vào mắt. Áp mặt. Xoa mặt.
À vâng. Rồi. Ngày mắt động thần. Xoay cổ. Có lẽ đây là đoàn đầu tiên là ngồi thiền ở sân chùa đấy. Bình thường rất là ít đoàn ngồi ngay sân chùa. Lên xuống. Xoay tròn cổ. Xoay ngược lại. Chân nóng. Xoay cổ cốt gáy. Mình xả nhanh thôi. Vuốt yết hầu. Buổi sáng nay là mình vừa luyện cho tâm nhá, tâm thanh tịnh và thân thì rất là khỏe, khí huyết lưu thông. Vuốt cổ hai bên. Người khỏe hay không là do khí huyết nó thông hay không. Ai mà bị ung thư ở đâu là khí huyết ở đấy nó tắc rất là lâu rồi, mình không biết thôi. Đấy, mình luyện cho nó thông là không bị. Vỗ vai gáy. Đấy, đau mỏi vai gáy vỗ hàng ngày. Sao nóng này. Ngửa ra, mặt trong vuốt trên xuống dưới, ngoài dưới lên trên. Mặt trong này, trên xuống dưới, ngoài dưới lên trên. Đi theo đường kinh, kinh âm, kinh dương đấy, phải vuốt đúng. Chuyển. Đấy, cái thiền 737 là khi nào đói là không được thiền đâu nhá. Nó không có sôi dạ dày đấy. Khi nào mà không đói không no luyện được. Rồi. Xả tà khí. Tà khí ách tắc nách mạng sườn này, vuốt ra. Đấy. Chiều nay nhiều người nói vui là chữa bệnh hôi nách như này. Vuốt ra. Còn ai đang hôi mà luyện chiêu này là bên cạnh là ngất hết. Nách mạng sườn vứt ra bên ngoài ấy, chứ đừng có vứt vào người bên cạnh. Vứt bên ngoài này. Vuốt khí. Rồi. Vuốt thân. Đấy, khi ngồi thiền xong mình sẽ xoa bóp hết người. Trước và sau. Xoay tròn cho vùng bụng. Đấy. Buổi sáng dậy thì mình uống cốc nước ấm xong rồi mình tập khí công này, mình xoa bụng rất là khỏe. Rồi đến phần xả thận phía sau này. Thận là sinh ra khí, lọc máu. Ai có quả thận tốt là chất lượng máu rất là tốt. Để tay này, tác động vào. Đấm. Dây này, dùng cái đầu. Đầu của ngón tay ấy. Dây. Tiếp theo tay phun vào vỗ. Sát não. Kéo chân. Đấy chỉ có vỗ là khỏe thôi. Rồi. Rồi bắt đầu bây giờ bỏ chân xuống này. Chân phải xuống, chân trái xuống. Nhớ cầm vào mắt cá chân nếu ngồi kết già. Đấy không nó đau. Đấy. Ngón trỏ ngón giữa này. Bấm vào điểm lõm dưới xương bánh tre. Bấm vào. Từ nhà dây. Đấy. Đấy sau này ai học nhiều có cả thiền nằm nữa. Nằm cũng thiền được. Đấy hợp với những người hay nằm hay ngủ. Thiền nằm. Thiền ngồi này lúc nãy cũng có một số người gật gù rồi đấy, sắp ngủ rồi. Cho thiền nằm cái là ngủ luôn. Rồi. Ấn vào dũng tuyền này là điểm lõm ở lòng bàn chân. Dưới cái phần chai chân này, dũng tuyền. Thấy điểm lõm nhất là dũng tuyền này, bấm vào, ngón tay cái bấm. Thông khí cho thận và nó hết tê chân. Thì thận rất là quan trọng nha. Thận mà khỏe thì máu mình nó mới thông được. Nó lọc máu mà, thải độc. Và nó cấp khí cho cơ thể. Bấm dũng tuyền. Đó. Khi mình tập khí công thiền này là tương đương với việc mình đã ngâm chân rồi nhá. Một buổi luyện này này, chân nó rất là ấm. Đấy. Rồi đấm vào lòng bàn chân này. Đấy, đấm vào. Cho nó hết tê. Đấy, thấy nó tê đúng không? Đấy, đấm lúc là thấy hết tê. Ừ, rồi. Nhớ ngồi thiền xong phải xả thiền mới được đứng dậy nhá. Còn đang đê chân đứng dậy ở sau rồi chân liệt nhá, đi cả nhắc. Ừ. Ngày nào cũng ngồi thiền xong mà không xả thiền cứ đi cả nhắc là sau chân nó yếu ngay. Xoa bóp chân này, đấy, đang tê phải xoa bóp.
Đấy. Rồi chúng ta ngồi xếp bằng lại. Một buổi ngồi thiền này lợi ích và công đức rất là nhiều. Ngoài việc lễ Phật thì mình phải tu nữa. Mục đích đến chùa, thực ra mục đích chính của đến chùa nếu mà đúng là để mình có điều kiện tu tập. Còn lâu nay là chúng ta chuyển sang là đến để lễ bái với cầu. Ngày xưa lên chùa là để tìm chỗ tu. Chùa là nơi chuyên tu, thế thôi. Và lễ Phật. Rồi chúng ta chào nhau như thế này. Ba lần hạ xuống thể hiện tâm khiêm tốn, khiêm cung, lễ độ. Đấy. Chắp tay lại. Chúng ta vỗ tay kết thúc buổi lễ. Rồi chúng ta khởi thân, đứng dậy.